Chúng ta bắt đầu nha. Tất cả bạn nhìn lên màn hình và đánh xem số câu mình đúng nãy giờ là bao nhiêu nha. Ok, chúng ta bắt đầu từ câu 50. 50 chúng ta có đèn. Hay tô đỏ mấy này họ gửi cho con coi. Đèn chứng minh được rằng đây là so sánh hơn. Sánh hơn thì nó phải có R hoặc là có more, nhớ nha. R hoặc more. So sánh nhất là EST và the most. Học thuộc vậy luôn á mấy đứa ơi. Thuộc luôn nha. Snow cái giống gì. Ok. À, đây, chúng ta có động từ nha. Động từ thì suy ra rằng cái vị trí này sẽ là gì? Trạng từ. Vậy trạng từ thì cái này bỏ nè. Được chưa? Cái này bỏ nè. Chúng ta còn B và C. Vậy thì carefully là dài nha, từ dài thì chúng ta phải có chữ modern. Ok, rồi tiếp theo of, chữ of và chữ in là một trong những chữ mà đặc trưng. Đây là dạng so sánh nhất phải có est hoặc là có the most, thấy chưa? Đây có the est, the coldest. Rồi of nữa nha. Ok, of thì chúng ta sẽ chọn so sánh nhất, thì trong đây chỉ có một thằng so sánh nhất thôi đó. À, thằng so sánh nhất này chính là the most. Bởi vì chúng ta đã có the expensive sẵn rồi nha. Rồi. Đây là so sánh động tiếng nha. Vậy ở phía sau này cũng phải là dạng so sánh hơn nha, thì đã ghi sẵn cho chúng ta luôn rồi nè. So sánh hơn. Vậy thì đây larger so sánh hơn, để đây nguyên mẫu bỏ trạng từ, câu C trạng từ bỏ, most là so sánh nhất bỏ, còn là câu B. Ok, tiếp tục so sánh động tiếng nữa nha. The cộng với so sánh hơn, và ở đây cũng là sẽ là so sánh hơn luôn nha. Đấy là so sánh hơn. Thì đây chúng ta sẽ nhất nè, bỏ nguyên mẫu, bỏ. Được chưa? Soon là có âm tiết một à, cho nên không thể nào dài được, không thêm more được, mà phải là the sooner. Thì cái nhanh quá, cái máy nó lót không kịp luôn rồi. Rồi, đây, bị nhảy giọng nha. Rồi. Đây, why did you buy these oranges? Tại sao bạn mua những quả cam này? Được chưa? Thằng kia nó trả lời là tại vì những cái quả cam đó thì chúng là những cái quả mà ngon nhất mà tôi có thể tìm được. Câu đối thoại thì lúc nào cũng phải phụ thuộc vào nghĩa mới đó nha. Ngon nhất, những quả ngon nhất thì chúng ta phải có chữ one số nhiều để thay thế cho chữ oranges. Ok? Thì chúng ta sẽ có là the cheapest one nha. Đánh dấu câu B nhưng mà chọn câu C chơi vậy đó. Rồi, phải có chữ đò bởi vì so sánh nhất nha. Rồi tiếp tục luôn. Qua câu số 57, chúng ta thấy có động từ play là động từ chỉ hành động nha. Hành động thì suy ra phía sau này phải là trạng. Đúng không? Trạng. Máy bữa nay bị lót luôn, lắc máy luôn này. À, trạng thì chúng ta đây có trạng nè. Trạng nè. Tính nè, bỏ nè. Được chưa? Vậy là bỏ câu C, được chưa? Bắt đầu mình so sánh nè. Tiếp tục S là so sánh bằng. Vậy phía trước nó phải có chữ S nữa. Chính là đáp án A. Nhanh gọn lẹ ha. À, tiếp theo getting, nhớ cho thầy. À, getting is getting gì đó, more nè. Đó, là so sánh gì? Lũy tiến. Ok. So sánh lũy tiến. Thì ở đây sao? Trước có more thì sau đây cũng phải có chữ more nữa, phía sau này phải có chữ more nữa. Đấy, chắc chắn câu C. Có đường nào sai vậy ha. Rồi, câu 59 đồng tiếng nha. Đồng tiếng thì phía sau này cũng có một cái so sánh hơn nữa nha, tương tự. Mấy câu trên thôi. Rồi, so sánh hơn cũng đã chính là câu B. Ok. Rồi tiếp theo. You must explain your problems. Câu này chúng ta phải học chút xíu ha, câu này hay rơi vào thi lắm. Nhưng mà chúng ta phải thuộc cú pháp, tức là bạn phải... Câu 59D cũng được mà thầy. Cái gì con? Câu 59D nó có đờ đó thầy. Oh sorry. Sorry con, 59 là câu D đúng rồi, thiếu gì đờ. Rồi cảm ơn Phúc. Nhanh quá sơ xuất nha. Rồi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là bạn phải giải thích vấn đề. Này, giải thích là động từ. Động từ thì ở đây phải là trạng từ. Nha. Trạng từ. Đấy, thì bây giờ ở đây không có ly bỏ, không có ly bỏ, ở đây có ly và ở đây có ly.
Vậy thì lúc này chúng ta phải coi kỹ, được chưa? Đấy, cái cụm này mới hay được sử dụng nè, tức là as clearly as you can, tức là bạn phải giải thích càng rõ càng tốt nha. As cộng với tính từ cộng với tính hoặc trạng cộng với tính, sau đó là you cộng với một cái động từ can. Đây là cấu trúc này áp dụng cho văn nói nhiều hơn nha. Rồi, nobody in this team, đấy, không ai trong cái đội này bằng thằng Tom, đấy. Thì chúng ta sẽ có cái động từ là play, play nha, đấy, động từ thì đây sẽ là trạng từ. Nhưng mà cái trạng lúc này là cái trạng của con good nha, trạng của con good là gì? Là well. Vậy là chúng ta sẽ có so sánh bằng nha, as well as. So sánh không có ai với thằng Tom. Rồi, which woman do you are you going to vote for? Người phụ nữ và nào mà bạn đang chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử cho? Thì người trả lời là tôi không chắc nữa. Mọi người nói rằng là John thì ok. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Bây giờ lỗi nha. Đây the đi với so sánh hơn sai. Smarter có ơ rồi có more sai. Được chưa? More và đi với từ smart, smart con âm một à là ngắn không phải dài, không sử dụng more được, cho nên chọn câu A. Đấy, khi các con không phân vân, con không biết được dạng nó là tính là ngắn thì loại là hơn hay là bằng hay là nhất, thì các con hãy sử dụng phương pháp loại sai nha. Nếu nó không cho mình xác định dạng so sánh bằng nhất hay là hơn thì chắc chắn dưới đáp án nó sẽ cho mình căn cứ để loại sai bằng cách nó cố tình làm sai cú pháp nha. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, ở đây chúng ta thấy nhìn phía sau thì thấy có and nè, bốn câu đều có and hết, đúng không? Nhưng mà lazy, lazy là tính từ ngắn. Tính từ ngắn thì phải chuyển y dài thành y ngắn thêm er. Vậy là hai bên đều là giống nhau hết, là so sánh lũy tiến. Lazier and lazier. Câu số 14, it's too noisy here, can you go somewhere? Nên là ở đây ồn quá thì chúng ta có thể đi đến một nơi nào đó nó yên tĩnh hơn không? Đấy, này xét về nghĩa đã, con thấy không? Một câu có nói gì và một câu có quiet, xét nghĩa luôn, đúng không? Thì câu này nó hơi khó hơn chút. Thế thì chúng ta chọn noisy nữa là chúng ta sai nha, bởi vì xét nghĩa này là phải yên tĩnh hơn mới được. Chúng ta có thể đi nơi nào yên tĩnh hơn không? Thế từ yên tĩnh là cái tăng cùng bằng et, thấy không? Nãy giờ thì nói rồi, et là tính từ ngắn, vậy chúng ta phải chọn câu d nha. Et trường hợp của Trúc Nhi hồi nãy mà con không có, con chưa cài được cái ứng dụng đó, thì con cứ cài đi rồi về nhà con coi cái này con đánh dấu vô trong file sau nha. Hồi làm bài tập thì cho về nhà là được rồi, những bạn khác không vậy phải cố gắng sau buổi hôm nay cài cho thầy xong cái office nha. Rồi giờ thấy hai khoảng trống là 65 nè, hai khoảng trống này chưa, rõ ràng đây là so sánh động tiếng, vậy hai bên nó đều phải là so sánh hơn hết, đúng không? Này kiếm cài đây có nè nhưng mà phía sau không có nè, đúng không? Ở đây phía sau có nè nhưng mà phía trước không có nè. Đấy, ở đây có nè, ở đây cũng có luôn nè, ở đây có, ở đây không có, chọn câu D. Được chưa? Rất nhanh. Quan trọng là chúng ta thuộc cú pháp và chúng ta phải luyện cho nhiều vô chúng ta mới đạt được cái đỉnh như vậy. Rồi, Trung Quốc là một quốc gia với dân số này nha. Rồi bắt đầu loại nè, loại sai nè, loại sai nha. Larger không có đờ. Large là ngắn, cho nên không có thêm more. Được chưa? Rồi, lo là ngắn, cho nên không thêm most, không phải so nhất luôn. So nhất là cái này nè. Đó. Tiếp tục luôn. She sat there quietly, but during all the time she was getting, ta có là getting nữa nè, nha. Đấy, để phía sau nó là so sánh lũy tiến, được chưa? Và chữ angry cũng là hai âm, angry hai âm tận cùng bị y dài, là nó thuộc vô nhóm ngắn, được chưa? Phải đổi y dài thành y ngắn thêm er. C. Rồi, câu 68. Ok, câu này câu thành ngữ mới đây. Thành ngữ học thuộc cho thầy thôi nha. Nó không có thầy nhận thức so sánh gì cả. Tức là better and worse. Better or worse. For better or worse, it is certain that in the future some things will be very different. Chắc chắn rằng là trong tương lai mọi thứ nó sẽ trở nên khác biệt hơn, hoặc là tốt hơn hoặc là tệ hơn nha. Cái cụm này dịch ở phía sau nha, for better or worse, hoặc là tốt hơn hoặc tệ hơn. Rồi, câu 69, illness was, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta tìm ha.
chữ E không đi được cái chữ more. Ở đây là to be, cho nên là so sánh ở đây phải là gì? Đây phải là gì? Tính từ. Ok, tính từ thì là trạng từ, bỏ luôn. Ok, rồi S không không đi được với đen luôn nha. Vậy là chọn câu C. Nhớ nha, về nhà mở cái clip này coi lại thầy, cách thầy lập luận và các con tập lập luận theo nha, cho thuộc. My brother was feeling tired last night, so she went to bed as usual. Là em trai của tôi thì tối qua nó cảm thấy hơi mệt, vì vậy thì nó đi ngủ sớm hơn bình thường. Đấy, bản thân của chữ early nha. Bản thân của chữ early là chúng ta sẽ có dạng gì đây? Sớm hơn nha. Đấy, đây là có early rồi mà lại có more, sai. Được chưa? Đấy, early thì sẽ là tính từ ngắn nha, chứ không phải tính từ dài. Trạng từ ngắn luôn á, trạng từ thì nó cũng ngắn luôn á. Rồi, câu 71 nè. Hai khoảng trống, vậy là so sánh đồng tiếng phải có đờ đờ đúng không? Đờ đờ mới được. Đấy, thì so sánh hơn nha, cho nên này so nhất sai. Good thì không đi với more được đúng không? Good thì phải better, much thì không phải để như này mà phải là the more mới đúng đúng không? Vậy là the harder the better. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là his health và mine. Mine này chính là trạng từ sở hữu, nó thay thế cho chữ my house. Nhớ nha. My house. Sorry. Rồi. Vậy là so sánh giữa cái nhà của 71 là cái nào vậy thầy? cái gì con? 71 thầy không đánh đỏ lên. Ủa sao mà mất tiêu nữa rồi? Máy thầy nó lót không kịp thầy luôn này. Rồi, câu 72. So sánh cái nhà của anh ấy với nhà của tôi đúng không, nên bắt đầu nó có sự ấy nè, bội số nào vậy đó, bội số. Đấy, thấy rảo chóng mặt không? Đấy, mấy đứa không thuộc cái cấu trúc nãy thầy nói á, là so sánh bội số là sử dụng cấu trúc so sánh bằng, nhưng cái bội số nó phải đứng trước cái cụm s đúng không? Đấy, chứ sang nào đứng trước chọn thôi chứ gì á. Đấy, xong này là dụ người ta nhìn họ chóng cả mặt nha, đảo từ chơi vậy à. Rồi, today English is này, nó so sánh, nó nói tiếng Anh thôi, nó không có so sánh tiếng Anh với tiếng có gì cả đúng không? Chúng ta chọn so sánh nhất. Tiếng Anh là cái ngôn ngữ quốc tế nha. Rồi, is this book more interesting? More, chắc chắn phía sau có chữ gì? Đèn. Dễ không chết, những này sai nó lại người ta. Rồi, tiếp theo, teacher speaks, động từ nha. Động từ thì suy ra ở đây là gì? Đây phải là trạng từ đúng không? Đây phải là trạng từ đấy, thì bốn thằng trạng từ hết. Tuyệt vời. Rồi tiếp tục này, nguyên mẫu bỏ được chưa? Nguyên mẫu bỏ. Rồi bây giờ nè, so sánh gì? So sánh giữa teacher nha với gì? Với we. Đấy, tức là so sánh giữa hai đối tượng, hai đối tượng với nhau thì không thể nào là nhất được đúng không? Không thể nào nhất được, bỏ cái này đúng không? Rồi vậy là còn B với lại D đúng không? Đấy, mà nếu sử dụng more thì phải có chữ đèn. Ok, tiếp 76. John, I thought John và I thought nha. Rồi tiếp tục, chắc chắn là hơn hoặc bằng, bởi vì có hai đối tượng là hơn hoặc bằng thôi chứ không đường nào chứ nha. Đấy, nguyên mẫu bỏ. Đấy, rồi còn mấy này hơn hết nè, đúng không? Hơn hết. Rồi bây giờ coi nè. Strong có âm tiết một à, không thể nào thêm more được. Nha. Rồi. Đây cũng vậy, thêm more nhưng mà nó lừa chúng ta thêm cái đen nữa, chúng ta nghĩ rằng à có more đen là đúng, không phải. Cái này nè. Strong là tính từ ngắn nha, thêm R và thêm đen vô. Có 77. Thank you that I have ever received. Nhớ thầy nè, có hiện tại hoàn thành là phía sau, chắc chắn nó là dạng gì? Dạng so sánh nhất. Nhớ nha. Rồi cái máy bị lắc luôn rồi, chạy chữ không kịp luôn, nên là thảm họa sau khi cập nhật phần mềm của iOS lên này. Là người Apple nó chơi thầy quá nặng, tin tưởng nó quá, up lên một phần mềm mà cái máy chạy không nổi luôn. Rồi
thấy sao thánh nhất, à, thấy ever là sao thánh nhất đúng không? Thánh nhất thì chọn chữ D với EST thôi chứ chọn cái gì nữa rồi. Rồi spoken English, spoke động từ đúng không? Siga đây là trạng từ, nhưng lúc này cái siga của anh không có tác dụng gì cả, bởi vì từ fast vừa là tính vừa là trạng luôn. Oh no. Rồi bây giờ tiếp tục thầy thánh nha. The little boy, the little boy với cái gì? Với his brother đúng không? Với his brother đấy là hai người. Siga đây là dạng so sánh hơn, ok hơn nha. Đấy rồi vậy thì ở đây so sánh nhất bỏ, ở đây không có dạng so sánh bỏ. Fast không đi với more được, fast là tính từ ngắn bỏ, đừng cổ đề câu loại với đáp án như vậy luôn. Thì cái đáp án của chúng ta chọn nó sẽ là đúng 100% sau khi làm bài xong đi thi rồi đúng không? Đi thi mà làm vậy là bài xong nộp xong rồi về nhà các con phè phẫn con ngủ được thoải mái, ăn ngủ vô tư, bởi vì đương nào cũng đúng. Bởi vì và khi mà đạt được tới cái đỉnh mà vừa suy luận logic vừa giải được bài thì chẳng những cái con làm xong các con yên tâm mà các con hoàn toàn có thể là tự chấm mình được nhiều điểm được nha, có thể tự chấm được. Đây là một những cái tiêu chí mà giáo viên đang rất muốn các con đạt được, giáo viên trung tâm của mình cả toán văn tiếng Anh và các môn khác đều vậy, giáo viên đều hướng tới cái mục đích là cho học sinh tự chấm được bài của mình luôn. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ không vướng vào sự rắc rối khi giáo viên chấm thiếu điểm của chúng ta, lệch điểm của chúng ta, phúc khảo không cho vân vân các thứ. Tại chúng ta đều có khả năng kiểm soát nội dung bài học của mình và kiểm soát kiến thức của mình được luôn, làm được là phải chịu trách nhiệm được. Giáo viên chấm sai chúng ta tự tin chúng ta để phúc khảo được luôn. Đấy. Ai rồi cũng sẽ sai thôi nha. Đó, tiếp theo. Đen. Học là phải đạt tới đỉnh vậy đó mấy đứa. Học khơi 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 học làm gì? Rồi. So sánh nhất, à, so sánh hơn, sorry. Ở đây có thấy mắt không? Mắt nữa nè, cho mắt nghĩa là gì? So sánh bội số. Nhưng mà ở đây là bội số nhưng mà sử dụng dạng so sánh hơn, cái trường hợp này thì nó cũng không có nhiều nha. Để đẩy mức độ lên thì thực ra là nói là so sánh bội số thì nó cũng không có chính xác lắm, nó chỉ đẩy mức độ lên thôi. Đây ở đây hơn nè, hơn thì chúng ta bỏ cái so sánh nhất, bỏ cái nguyên mẫu, ok. Rồi father, father thì không có đò, so sánh hơn không có đò, chọn này. Father là so sánh của chữ pha, ok, hoặc là chữ further cũng vậy, có nghĩa là nó thay cái này thành chữ chữ u này, thay chữ a thành chữ u vẫn đúng nha. Rồi các con báo số câu đúng giùm thầy xem coi chúng ta đạt được đỉnh bao nhiêu câu trong sắp 30 câu đúng không? Rồi nhắn tin lên nhóm cú pháp là họ tên gạch nối số câu đúng xẹt cái số câu sai, ở vậy số câu đúng xẹt cái số tổng. Chúng ta tổng có 30 câu đúng không? Ví dụ như đúng 20 thì chúng ta ví dụ Hồng Phúc đúng 20 thì ghi là Lê Thị Hồng Phúc gạch ngang cái 20 xẹt cái 30, làm đúng cái cú pháp báo đó cho thầy về trong nhóm, ok. Xong bây giờ chúng ta Thầy nghỉ ơi, hả? lỡ như con làm không kịp hết thì sao thầy? Không kịp hết thì con cứ đếm số câu mà tổng tới thời điểm con làm thôi. Ví dụ con làm 20 con đúng được 19, con ghi 19 trên 20, hiểu chưa? Đấy còn đứa nào mà không làm được câu nào thì ví dụ như trường hợp Trúc Nhi á, thì không có lót máy kịp á, thì thôi khỏi khỏi báo nha. Đấy nhưng mà về nhà phải phải coi cái clip này nha, hoặc là cắt clip thì gửi qua cho được không? Đấy thầy vừa ơi, nhưng mà tải cái app gì đó này cái gì, con quên rồi, tải cái app gì con quên rồi, cái app gì cái gì để mình xem, ai tải cái app gì để mở gọn này trời đất ơi, lên trên nhắc CH Play gõ chữ là phần mềm Word vô, đừng nói tôi không biết gõ chữ Word làm sao nha, gõ cái Word vô tải về là tự động nó chạy hà, có làm gì đâu, hiểu không? thầy hiểu. Khổ quá. Rồi sao nữa? Ủa thầy, con 37 sao cô D vậy thầy? Đâu con Nay là ít, ủa ngắn mà thì thầy, ngắn thì mới thêm sao cô EST mà sao không phải con C thầy, sao có đợi vậy, đợi phải đợi mốt hay là cái gì chứ? trời ơi, thôi thứ nhất là phải có đờ ngõ này Tuyết Nhi đúng không, âm thanh này là âm thanh của Tuyết Nhi chứ không ai chứ đúng không? Rồi thứ Dạ nhất là có đờ, bây giờ con muốn gì hả? Muốn nhây không? Muốn chế phạt 100 lần không? Nó lớp 10 là mức độ chế phạt nhân đôi nha, năm rồi 50 chứ năm nay 100 à nha. So sánh nhất là có đờ cô nương ngay, được chưa, vừa lòng chưa? Rồi bây giờ tôi gửi clip về nhà coi giùm tôi
học cách phân tích của tôi để dạy. Ok, sau đấy 5 phút sau thầy sẽ gửi qua cho một cái bài tập tự luận, một bài tập trắc nghiệm nho nhỏ dễ thương để về nhà chúng ta phân tích. Ok nhé. Bữa sau đứa nào mà phân tích được theo những cái bài tập mà chút xíu nữa thầy gửi đúng tuyệt đối thì vài bữa vào đây và trung tâm tôi tặng cho cái bảng mind map của đồng từ bất quy tắc in màu bìa cứng đàng hoàng nha, tặng luôn á, cái bản sơ đồ học, sơ đồ tư duy học động từ bất quy tắc á, tặng bản chơi vui như này. Rồi ok nghỉ nha, về nhà coi bài nha, bữa sau tôi hỏi lại không biết cái lời là chép 100 lần phạt đó, đùa với mấy người đâu làm biếng là tới một chuyện với tôi đó nha. Thank you.